thưa quý vị và các đồng chí, mở đầu chương trình quốc phòng địa phương hôm nay là mục điểm tình hình hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố tuần qua. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, luật dân quân tự vệ, vừa qua huyện Kiến Thụy đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2018. Huyện đã lựa chọn xã Tân Trào làm điểm tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, sau đó đồng loạt tổ chức ở các xã thị trấn. Qua việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4 sẽ làm cơ sở để Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện nắm chắc số lượng chất lượng nguồn, sẵn sàng nhập ngũ nguồn dự bị động viên, dân quân tự vệ trên địa bàn. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội và người dân trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ và pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Tổ chức xây dựng kế hoạch động viên, kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt kết quả tốt. Nhằm nâng cao công tác cán bộ làm công tác tham mưu công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hồng Bàng tổ chức hội thi chỉ huy trưởng và cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018. Về tham gia hội thi có gần 40 thí sinh là chỉ huy trưởng, chính trị viên và chính trị viên phó của 11 phường và cán bộ của cơ quan quân sự quận. Vừa các phần thi đó là thực hành bài giảng, soạn bài giảng trình chiếu, điều lệnh đội ngũ, vẽ bản đồ tác chiến phòng thủ của phường và thi nhận thức. Qua hội thi, cơ bản các cán bộ là chỉ huy trưởng, chính trị viên phó đã tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổng hợp tốt về tình hình kinh tế chính trị xã hội, quốc phòng và an ninh, có phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ. Thông qua hội thi đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác giáo dục chính trị của các thí sinh. Đây cũng là cơ sở để Ban Chỉ huy Quân sự quận Hồng Bàng lựa chọn những thí sinh tiêu biểu tham gia hội thi, chỉ huy trưởng và cán bộ giảng dạy chính trị do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức. Trung đoàn 50 vừa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại trung đoàn. Với 3 phần thi đó là thực hành bài giảng, soạn bài giảng trình chiếu theo đề tài và thi kiến thức. Qua hội thi cho thấy, cơ bản các cán bộ chính trị đã tự trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nền tảng kiến thức tổng hợp tốt về các lĩnh vực chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh, có phương pháp truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ. Thông qua hội thi đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, từ đó đề ra những phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng cho bộ đội, nhất là đối với các chiến sĩ mới. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2018, tại thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ cầu siêu đặt đá phạt mộc xây dựng đền thờ anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử. Tới dự lễ có đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, các đơn vị quân đội, các doanh nghiệp, các nhà hoạt động xã hội, các tổ chức từ thiện nhân đạo và nhân dân xã Thượng Yên Công, địa bàn đã cưu mang giúp đỡ Trung đoàn 5 huấn luyện hơn 70.000 cán bộ chiến sĩ, tương đương 8 sư đoàn là con em 5 tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, chi viện cho chiến trường miền Nam từ năm 1967 đến năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong số hơn 7 vạn quân chi viện cho các chiến trường miền Nam, nước bạn Lào và Campuchia có khoảng hơn 2 vạn liệt sĩ đã hy sinh và nằm lại đâu đó trên các chiến trường. Dự án điểm ghi dấu lịch sử Trung đoàn 5 Yên Tử vừa là nguyện vọng của anh em cựu chiến binh Trung đoàn 5, gia đình các anh hùng liệt sĩ của 5 tỉnh Duyên Hải Bắc Bộ và các tầng lớp nhân dân. Có những gia đình và đồng đội đã tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ, trong đó cũng có hàng ngàn gia đình chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Việc thực hiện lễ cầu siêu đặt đá hôm nay đã có sự chung tay đóng góp của nhiều đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Trong đó có sự đóng góp đặc biệt của Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì Tổ đình Thắng Phúc, huyện Tiên Lãng, một thượng tọa đầy nhiệt huyết và tâm đức, một thượng tọa có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng các đền thờ. Không lâu nữa, trên đất Phật và núi rừng thiêng Yên Tử sẽ mọc lên khu di tích lịch sử cách mạng và tâm linh nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ. Kính thưa quý vị và các đồng chí, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và trang bị cho các chiến sĩ những kỹ năng chiến thuật sát với tình hình thực tế, đáp ứng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Bảo đã và đang làm tốt công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng. Đây là hình ảnh huấn luyện khoa mục võ tay không chiến đấu của lực lượng dân quân cơ động huyện Vĩnh Bảo. Mặc dù các động tác còn chưa dứt khoát, nhưng với tinh thần tự học, tự rèn, các đồng chí dân quân cơ động dần đã làm quen với các động tác khó của khoa mục,
đó là những động tác cơ bản để mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện, nâng cao sức khỏe, bền bỉ, dẻo dai, làm cơ sở vận dụng linh hoạt vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác của huyện nhà. Nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng này trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, do đó, năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Bảo đã họp bàn làm thế nào để nâng cao chất lượng huấn luyện đối với lực lượng này. Ngay sau khi thống nhất được phương pháp, cách làm, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân cơ động với chủ đề thi đua đã được xác định trong lễ ra quân huấn luyện. Đó là luyện giỏi rèn nghiêm kỷ cương hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu tổ chức huấn luyện, trên tinh thần các văn bản của cấp trên về xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân quân cơ động, Ban Chỉ huy quân sự huyện luôn chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn, xây dựng lực lượng dân quân cơ động đúng đủ thành phần, tổ chức biên chế phù hợp. Do đó, các chiến sĩ dân quân cơ động khi được tham gia huấn luyện luôn có tinh thần rất cao, phấn đấu hoàn thành các nội dung khoa mục huấn luyện với kết quả cao nhất. Được tham gia huấn luyện trong lực lượng dân quân cơ động của xã, thì bản thân được nâng cao nhận thức về đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời hiểu rõ bản chất âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giúp tôi sử dụng thành thạo các loại binh khí, kỹ thuật, chiến thuật để khi có tình huống xảy ra tôi sử dụng thực hiện được ngay. Song song với việc huấn luyện các khoa mục quân sự, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Bảo đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện dân quân cơ động phải coi giáo dục nâng cao chất lượng về âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tăng cường bồi dưỡng về phương pháp tuyên truyền vận động nhân dân bảo đảm sát với từng nhiệm vụ, từng địa bàn, kết hợp huấn luyện với công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị và mệnh lệnh của cấp trên về quy định trực sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, bảo vệ an toàn các ngày lễ Tết và các hoạt động của địa phương, phát hiện ngăn chặn kịp thời, xử lý các vụ việc xảy ra. Gần chuẩn bị kết thúc huấn luyện thì tôi cũng hội thi, hội thao, kiểm tra và kết hợp với đồng chí chính trị viên bồi dưỡng giáo dục chính trị để anh em hiểu biết thêm về tình hình. Cùng với việc bảo đảm quân số khi huấn luyện, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Bảo đã không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến các mô hình học cụ trong huấn luyện, ứng dụng các công nghệ thông tin vào mỗi khoa mục để chiến sĩ được huấn luyện không nảy sinh tư tưởng nhàm chán, với suy nghĩ chỉ huấn luyện chay không có thực tế. Do đó, kết quả huấn luyện lực lượng dân quân cơ động luôn đạt được kết quả ngoài mong đợi. Hiện nay, các xã đã tiến hành tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động. Ban quân sự huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án, mô hình học cụ, thao trường bãi tập trước khi bước vào huấn luyện. Quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Bảo đi kiểm tra đột xuất thì thấy các đơn vị đều bảo đảm tốt về nội dung, chương trình, quân số và chỉ đạo lực lượng dân quân cơ động phối hợp với công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tin tưởng rằng với những cách làm sáng tạo mà Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Bảo đã và đang thực hiện huấn luyện đối với lực lượng dân quân cơ động, với khí thế thi đua sôi nổi của những ngày tháng tư lịch sử, 100% các nội dung khoa mục huấn luyện sẽ được hoàn thành, từng bước nâng cao chất lượng lực lượng dân quân cơ động của toàn huyện để cán bộ chiến sĩ sẵn sàng tham gia và thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân huyện Vĩnh Bảo hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2018. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Quốc phòng địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!